Mời thí sinh Nguyễn Thiện Nhân. Cười miệng chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ con chào chú Trấn Thành, con chào chú Trường Giang và con chào chú Ngô Kiến Huy. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thiện Nhân. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến thì con có sáng tác 3 ca khúc. Một ca khúc là con để dành tặng cho chú Trường Giang, một ca khúc là con để dành tặng cho chú Trấn Thành và cô Việt Hương, và một ca khúc còn lại thì con sẽ dành tặng cho chú Ngô Kiến Huy. Và ba cái ca khúc này cũng là ba cái tiểu phẩm dự thi hôm nay của con. Trời ơi, dễ thương. Ôi. Và đầu tiên thì con xin dành hát một bài hát để tặng cho chương trình. Okay. Bài hát được mang tên Thách Thức Danh Hài do hay, chính con sáng tác. Hay quá. Dạ. Các thí sinh khi ra làm ơn học hỏi bạn này, không cần nói gì hết, giới thiệu rất rõ ràng về bản thân mình để mọi người hiểu mình là ai. Nên như vậy, chứ ra nhiều khi chúng tôi hỏi 4 câu, trả lời 1 câu, rất mất thời gian. Dạ. Cảm ơn con trai. Dạ. Thiện cảm. Giờ làm gì cũng cười. Rồi, ca tặng nha con nha. Thích cái ao của con, cái ao cưng. Dạ. Học đánh đàn lâu chưa con? Dạ con học được 2 năm. Ừ. Dạ là vừa học sáng tác vừa học đàn. Giỏi. Dạ. Mà ánh mắt con buồn quá. Dạ không, tại vì con sinh ra là như vậy. À vậy hả? Dạ. Rồi, tình cảm vui rồi đó, chú là chú thấy là thiện cảm rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái bài này là bài tặng nên nó, lời nó lịch sự đúng không? Dạ đúng rồi. Bài kia phải vui à? Dạ vui. Vui nha. Vui luôn. Ok. Dạ thì tiết mục tiếp theo thì con xin dành tặng cho chú Trường Giang. Hay quá. Thi luôn đúng không? Thi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái bài hát này nó mang thể loại là liên khúc dân ca rap. Ok. Nhưng chú Thành nhắc một cái điều, con hát cho rõ ra. Dạ rồi. Chú nghe rõ chú sẽ cười cho con liền. Dạ. Chứ nãy giờ là chưa ai làm gì Trường Giang chân. Dạ. Chú đang cần một người làm cho Trường Giang. Ừ. Dạ. Làm đi con. Dạ. Rồi, thời gian 60 giây cho con bắt đầu. Vô cùng là cao. Người cao thì thấy cũng cao, nhưng cao như thế chỉ có hình hài thôi. Mình đem kiến thức mà đo, người cao chỉ tính từ cái đầu trở lên. Anh Trường Giang, anh Trường Giang, đi tắm sông, đi tắm sông dưới cầu bông. Quân đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc chiến rồi đây, còn là tài giỏi. Chúc mừng con được 2 triệu đồng. Hài văn minh lịch sự. Trời ơi, giới trẻ giờ công nhận đầu nó khác liền. Cầm cái đờn ra ca lịch sự tặng chú Trường Giang, tắm sông với cầu bông nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Trời thiệt tình. Thí vô chú Trường Giang, chú Trường Giang đi tắm sông, băm 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 băm.
với đàn ông. Hay. Dạ. Chú thích. Rồi, giờ tới tôi nè. Đứa nào không biên trận hết á 2 triệu nha. Dạ. Em à. Giờ tới ai? Giờ tới Ngô Kiên Quỳ rồi tới chú. Dạ, tới chú Trấn Thành và cô Việt Hương. Có nên bên kia trước không? Để chắc 10 triệu ạ. Chữ bên kia là tôi dễ cười lắm á. Dễ 10 triệu hơn à. Dạ. Đúng không? Dạ. 60 giây, bắt đầu. Vì chú Kiên Huy rất nhiều tài, có tài nên phải ngồi trên cao. Ngồi cao chú bấm cho mau lẹ, để trễ thời gian của mọi người. Chú Kiên Huy tâm hồn là con gái, chú Trấn Thành đích thực là con trai, chú Trường Giang là người mang hai hài. Ba chú đi ra hai tiếng. Cái đoạn mà đưa lên cao ngồi là em nghi rồi. Sao mà tự nhiên cái bài chủ đề Ngô Kiên Quy mà hôm nay qua Trường Giang vậy? Dương Đông kích tay ta. Trời ơi, chơi kỳ vậy. Tào lao. Nhưng mà chú đâu có mang hai hệ, sao chú phải tức? Đâu có tức đâu, ý là cái lời nó tào lao. Còn nữa không? Còn cái khúc đó hết rồi chưa? À, khúc cuối chưa hết nữa. Tè 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 tè, đổi gì nữa? Mang thi hai được hệ. Không? Ném mà khúc trong còn vui, lấy cái đó thi tiếp. Nhắm vô không? Nhưng mà con sợ đi tiếp mấy chú không cực. Thôi vậy thôi, vậy thôi hát vui đi. Rồi hát cho tặng hết cái bài đó coi. Thế coi. Tự chủ của Quy là tâm hồn gái thôi. Con ơi, mình hát sau đoạn có tâm hồn con gái cũng được không sao đâu con. Mình lướt cũng được. Phải hát lợi đi ta nhớ. Dạ. 2, 3. Hát lại từ đầu cho nó. Không, từ cái đó thôi. Rồi. Chú Kiên Huy tâm hồn là con gái, chú Trấn Thành đích thực là con trai, chú Trường Giang là người mang hai hề. Có cái nào khác để làm vòng thứ ba không? Con còn tiết mục, nhưng mà nếu mà con đi tiếp thì con sợ hai chú không cười. Vậy thôi dừng lại, mang về 10 triệu mua cái đàn mới. Rồi dừng lại xong rồi có gì hát tặng cái bài còn lại đúng không? Nếu mà cảm thấy bài vậy còn thôi, lại chú để cho con xin hỏi ý kiến của gia đình con. Ok. Dạ. Đại gia đình ơi, cho con xin hỏi là con nên đi tiếp hay là dừng lại ạ? Cho con xin một ý kiến ạ. Tại vì con nói là con tới viết chương trình là 3 bài. Dạ. Mà bây giờ 2 bài mà con thấy cái bài kia là con không có tự tin, con không thấy không đủ đô thì con dừng lại thì nó sẽ an toàn cho con. Thôi, hơn. Thôi vậy cho con xin quyền trợ giúp thứ hai. Vụ gì nữa? Để con hỏi à. Thôi con hỏi con đi. Mười triệu có thể mua được 5-7 cây đàn guitar luôn, chứ không phải đùa đâu. Ừ. Thấy không? Guitar mà dạng thường thường có triệu chữ mấy có cây rồi. Dạ vì chú Trường Giang nói con nên con đã có ý kiến. Dạ con quyết định. Con quyết định. Đi. Về. Yeah. Yeah. Dừng lại đúng không? Dạ. Dừng lại. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Rossmann Fort, thuốc kho thảo dược cổ đức dành cho người lớn, nhập khẩu nguyên chai. Hôm trước con có xem một cái video clip nói về chuyến bay một đi không trở lại do cô Việt Hương kể. Thì trong cái thời gian mà cô đi lưu diễn khắp năm châu thế giới, thì cái thời gian mà cô ở trên máy bay nó còn nhiều hơn cái thời gian cô ở dưới mặt đất. Thì có một hôm, cơ trưởng mới thông báo rằng là máy bay xảy ra sự cố, có thể máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp. Nên cô mới lấy hết cái số tiền mà cô đi diễn được, nhiều lắm. Cô bỏ hết vào trong áo và chuẩn bị tinh thần. Nếu máy bay có rớt xuống biển, chờ người ta tới cứu thì mình cũng còn tiền.
Sau cái chuyến bay định mệnh đó thì cô cũng sợ lắm, nhưng mà vì thương bà con mình còn ở nơi xa xứ nên cô phải đem tiếng cười để phục vụ cho bà con mình ở nơi đó. Vì cảm kích trước cái tình cảm mà cô Việt Hương đã dành cho đồng bào của mình ở nơi xa xứ, nên hôm nay con đã sáng tác ca khúc này để dành tặng cho cô Việt Hương và chú Trấn Thành. Thay mặt cho cô Việt Hương ha, chú Thành cũng xin được gửi lời cảm ơn đến con. Dạ. Con còn rất là trẻ, còn nhỏ, nhưng mà con có một cái góc nhìn rất là đáng trân trọng và ghi nhận. Dạ. Bởi vì chú Thành tin là con lớn là con sẽ là một người tốt, tại vì con biết quan sát, con biết cảm nhận cuộc sống ha. Dạ. Bây giờ là mình học đàn nhẹ nhẹ thôi, chứ mai mốt mình lớn lên mình sẽ biết đâu là một guitarist xuất sắc, đúng không? Dễ thương. Rất là cảm ơn con đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mặc dù không là nhiều nhưng mà 10 triệu này cũng sẽ là một học bổng cho con nha. Dạ. Cảm ơn con trai. Rồi, cảm ơn con.